ngày 30 tháng 4 năm 1975, 4 giờ 45 phút sáng. Đại sứ Mỹ Graham Martin đã lên máy bay về nước, kết thúc cuộc di tản dồn dập của người Mỹ ở Việt Nam. Cuộc di tản được mệnh danh là cuộc hành quân người liều mạng. Tại mặt trận Sài Gòn, trên cả năm hướng, các cánh quân đồng loạt tiến công vào nội đô và nhanh chóng làm chủ những mục tiêu chính. Quân đoàn 1 làm chủ Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh các binh chủng của đối phương. Quân đoàn 3 làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. Quân đoàn 4 làm chủ Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa và Đài Phát Thanh. Quân đoàn 2 làm chủ Dinh Độc Lập, nơi trước đó là nội các chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, hợp điểm của năm cánh quân. Tổng thống chính quyền Sài Gòn là Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn, tuyên bố chiến lược Cộng Hòa đã quyết tâm đầu hàng vô điều kiện, tuyên bố khối miền Nam Việt Nam. Tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh được phát trên sóng phát thanh, trở thành tin chiến thắng tới đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cả nước đổ ra đường, tung hoa, vẫy cờ, mừng ngày hòa bình sau hàng chục năm mong chờ, nay đã trở thành hiện thực. Cả biển người, rừng người tràn qua các phố trong tiếng reo ca. Trong hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, gần như toàn bộ các tỉnh, huyện, xã ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được giải phóng, trọn vẹn. Cuối cùng, sau 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, gian khổ, hy sinh, non sông đã quy về một mối, đất nước Việt Nam đã nối liền một dải.